Em chào tất cả các bác nha. Thì cũng đã đến tối rồi, cặp loa này thì cũng đã có cơ hội mà gửi đến các bác. Trong năm 2021 này em về được 3 cặp loa này. Đây là những cặp loa siêu phẩm của JBL. Tuy nó không giá không cao, không phải là ở 100 triệu hay là ở những ngưỡng cửa rất là cao, nó chỉ ở ngưỡng 40 triệu. Nó là một cặp loa nhiều bác lớn tuổi sưu tầm những cặp loa này, cũng như nhiều bác yêu thích những dòng nhạc cổ sưu tầm cặp loa 99A như đó. Thì hãng JB và hãng Billioner, thì Billioner có 99A và JBL có S101, nhưng mà S101 nó hiếm hơn rất là nhiều nha các bác. Một năm thì cũng sưu tầm được vài cặp về, còn 99A bây giờ kiếm chục cặp thì cũng có. Giờ 99A rất giá hơn, rất giá rất nhiều so với năm trước. Thì sau đây em mời các bác nghe cặp loa huyền thoại của JBL S101, những dòng loa kỷ niệm được trang bị miếng đá thạch anh phía trên rất là đẹp. Cặp loa này là cặp loa thứ ba em đã về, toàn là loa tuyển đẹp hết cho các bác nha. Cặp loa giá là 40 triệu, thì phối ghép với nó thì cũng là những con âm ly cổ thôi, để ra một chất âm mộc mạc và đầy chất giọng thật của ca sĩ. Sau đây mời các bác nghe ca khúc Tuấn Vũ qua sự trình bày của con ly Fixer 500TX, con ly giá 32. Tình làm sao khi
mây.